Kính thưa quý vị, như vậy là sau khi được bạn Quanh tư vấn thì Tiết Cương đã order một số món ăn và địa điểm ngồi ăn thì cũng rất là dễ thương đó, một cái nhà hàng đó. Đây là vẫn là mái lá ha, và ghế vẫn là ghế gỗ, và bên hông này quý vị thấy không, đó có một cái mương gió thổi không đó, và bạn Quanh là phải lấy cái tay che lại đó. Sau lưng thì có chú chim cu cũng kêu khu 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 đó, giống như là kia đang kêu Tiết Cương vậy đó. Hôm nay thì ngồi ăn một mình buồn quá, cho nên Tiết Cương nói thôi thôi Hoàng Quanh vô ngồi ăn chung với Tiết Cương cho vui. Sẵn đây rồi cũng mới có thể giới thiệu cho Tiết Cương và quý diễn giả biết những món đặc sản của quê hương Cần Thơ mình chứ. Rồi cái này gió thổi bay hoài à. Cái này Hoàng Quanh giới thiệu này là món gì, tao thấy này giống như tép gì? Dạ, gỏi bông súng tép rong. Bông súng tép rong hả? Mà dạ, sao anh thấy có bưng có điên điển nữa hả? Dạ. Cái này đặc sản miền Tây, chỉ có miền Tây mới có nha. Và một cái lẩu, lẩu này là lẩu gì ta? Dạ, lẩu mắm. Lẩu mắm thì mình ăn với gì? Tiết Cương thấy có tôm nè, có mực nè, có lương nè, phải không? Dạ. Dưới này cá gì đây? Dạ, cá vồ đếm. Cái gì? Cá vồ đếm. Cá vồ hả? Dạ. Sao gọi là cá vồ đếm là chưa hiểu. Quay cận cảnh cho quý vị khán giả thấy cá vồ đếm. Cá vồ đếm là phải sao? Ở miền Tây tên vậy đó anh. Còn có những loại rau nào đây? Giới thiệu cho khán giả luôn. Chúng ta đây có bắp chuối, rau muống, rau ngổ. Ủa lộn, rau ngổ là ở đây. Cái này là kèo nèo. Cù nèo. Cái này là sơ đũa. Sơ đũa này gian mạnh lắm á. Này dạ, điển này. Điển. Này bông súng. Bông súng. Súng còn sống được không? Dạ được. Cái này tất gì? Tất cả các loại rau. Dạ rau ngổ. Đó, ngổ. Tất cả các loại rau là bên em hái từ vườn lên hết. À quý vị thấy không? Tất cả loại rau đều là handmade đó nha quý vị, trồng ở đây hết. Organic luôn. Hái từ dưới lên không? Dạ, hái từ vườn lên hết anh. Còn cái này? Cái dạ nào? Cái này là nước lẩu. Nước lẩu phải không? Dạ. Nay mình ăn lẩu mắm hả? Dạ lẩu mắm. Lẩu mắm cái gì mở ra cái mùi mắm nó lên rồi. Quá đã. Còn một món nữa phải không? Anh order thêm một, em giới thiệu anh một món gì? Dạ, cá rô dăm chiên giòn. Cá rô gì? Dạ cá rô dăm, những con cá rô nhỏ nhỏ. À. Mình chiên giòn lên mình có thể ăn xương luôn. Ở Sài Gòn ta hay gọi cá rô bí quý vị ơi, còn đây kêu cá rô dăm rồi. Bây giờ xin mời Quanh ăn miếng đi, em ngồi chơi ăn nhẹ anh đi. Dạ. Chứ một mình ăn anh đang nghĩ anh ăn hết đâu. Thì Cương sẽ thử cái món gỏi tép rong hả? Tép dạ. Rong bông súng điên điển. Chưa có nước mắm hả? Hay là dạ, không? Có. Ngon quá. Nên chấm mắm mặn hay mắm ngọt? Dạ, nước mắm chua ngọt. Chỉ có lẩu mắm thôi mình ăn nước mắm mặn. Vậy xin phép lấy nước chấm cho mình. Sự cố bạn Hoàng Quanh quên lấy vậy, nếu thì hẳn lấy mình lấy nước mắm. Dạ Tiết Cương, không khi chờ đợi Hoàng Quanh thì Tiết Cương cứ ăn. Thử cái nó làm sao. Ngon quá. Về miền Tây mà ăn mấy món này. Này là có bia nữa. Năm nay đi con mình buồn quá. Không biết nhậu với ai hết trơn. Chắc cũng phải lạm lon quá. Đây có lẩu mắm. Có bông nguyên điển, còn có rô bí chiên giòn quý vị. Mà giờ không có bia rồi. Buồn quá. Phải có lạm lon. Quang Quanh ơi, nhớ lấy anh lon bia nha. Khỏi sẽ lấy cho Tiết Cương lon bia. Giờ chúng ta sẽ chờ đợi Quang Quanh trở lại với bia và nước chấm để Tiết Cương có thể ẩm thực buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, vậy là sau khi Tiết Cương kêu Hoàng Quanh đã tài trợ Tiết Cương một lon bia, bởi vì không cầm được lòng, mặc dù tôi không phải bậm nhậu nhưng mà đồ ta nói ẩm thực ngon quá, không thể cầm lòng, phải có một ly bia. Bây giờ em có thể tư vấn cho anh biết con này cá rô gì không? Dạ, con này là cá rô dăm. Cá rô dăm phải không? Rồi dạ. Tiết Cương sẽ thử cái cá rô dăm nha. Cá rô dăm cắm với chấm với tương ớt hả? Dạ. Giòn không anh? Ngon quá, xuất sắc. Về miền Tây ăn cá thôi khỏi chê ha. Dạ. Ngon. Trời, cái này uống bia thôi đúng bài luôn. Giờ cái Cương sẽ ăn lại cái món này chấm với mắm chua ngọt. Dạ. Hồi nãy bị thiếu nước mắm quý vị ơi. Em ăn đi chứ sao em ngồi như ngồi ngó anh ăn không? Em thấy nào rồi. Mất cỡ cũng chết luôn, ta chai mới lớn như nhẽo nhẽo. Đảo nào ngồi ăn mới ngồi ở giùm miệng mình, mất cỡ ngại quá mờ ơi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục món kêu bằng dạ gỏi bông súng tép rong. Bảo nhắc tuồn tôi không nhớ gì hết trơn. Bữa ăn luôn miếng bia ngon quá, quá đã.
đến một buổi chiều mà phong cảnh trữ tình vậy mà được ngồi ăn những món dân dã, dạ, phong cảnh đồng quê thoáng mát về, thật sự là cái Cương nghĩ là cái trải nghiệm rất là thú vị. Và nếu mà mình ở xì phố hay là ngay cả thành ngay tại thành phố Cần Thơ cũng rất là khó, dạ, cũng có trải nghiệm này em. Bây giờ em có thể chỉ đường cho quý vị khán giả, ví dụ như xem clip của Tuyết Cương còn họ muốn đến để trải nghiệm ở khu du lịch Mê Công Siêu của em thì đi như thế nào không? Đầu tiên thì em thấy là mình đi từ thành phố Cần Thơ đi đường Nguyễn Cừ nó dài phải không? Dạ, đi đường Nguyễn Nhân Cừ nó dài, xong rồi tới là trước cổng Thiền viện Trúc Lâm thì thường khách sẽ điện bên hotline bên em. Là dưới đối diện thiền viện thì anh sẽ thấy cái bảng tên Mê Công Siêu bên em á, anh thấy cái bảng đèn đó phải không anh? Thấy cái bảng đó rồi, dạ, dưới cái chân cầu. Dạ, dưới chân cầu mình đi thẳng vào luôn. Mình ép phải, mình không qua cầu. Dạ đúng rồi. Cầu gì em? Dạ dưới chân cầu Rạch Kè á anh. Cầu Rạch Kè quý vị ơi. Là ép phải quẹo vô đi khoảng bao nhiêu mét ta, anh nhớ cũng hơi xa xa. Dạ khoảng 700m. 700m đó. Cây cầu đầu tiên. Quẹo phải mình vô. Quẹo phải luôn, mình không qua uống cầu. Uống vô. Dạ cỡ 200m nữa, lại uống quẹo phải, uống vào là tới cổng của bên em. Rồi quý vị nhớ cái đường đi nha, nếu mà Tuyết Cương nghĩ nếu mà từ ngay trung tâm thành phố Cần Thơ ra đến đây thì khoảng 10 cây em hả? Dạ. Khoảng đâu vậy? Tầm 8 đến 10 cây tùy vào vị trí anh đứng ở ngoài trung tâm Cần Thơ nữa anh. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái món lẩu ha. Dạ. Đốt lửa lên. Ồ, bếp lửa đã reo rồi. Quanh ơi, đổ cá vô thôi. Ồ. Dạ. Cái này đổ vô đã lắm quý vị ơi. Cá dầu gì quên rồi em? Dạ cá dầu đếm. Sao gọi là đếm? Em cũng không biết luôn. Dạ. Thí Cương là dân miền Tây chứ còn không biết cá dầu đếm nha quý vị. Không biết cá dầu đếm là gì luôn á. Dạ chắc nó ngon quá nên để còn một tên gọi đặc biệt. Em để luôn và tôm luôn ha. Đổ vô. Dạ. Anh nghĩ em đổ hết luôn đi còn múc ra. Vậy cho lẹ đi. Trời anh ơi. Sợ bắn vào người anh. Không sao. Anh chịu được. Đó. Rồi bây giờ anh đậy nắp lại hả? Dạ, đậy nắp lại cho nó. Rồi còn rau sao? Dạ rau chừng nào xôi mình nhúng cho mình ăn liền nó ngon. Rau thì mình nhúng rồi dạ, ha. Đúng rồi. Đó. Vậy là chúng ta sẽ chờ đợi trong vòng 45 phút nữa. Bây giờ thì Cương sẽ ngồi đếm 45 phút mà mình nhân lên dưới 60 là mấy ngàn giây ta? 45 phút. 24 ngàn mấy trăm giây, tôi tưởng mấy ngàn giây. Rồi giờ đếm 24 ngàn mấy trăm giây là chúng ta sẽ được ăn cái gì, bắt đầu đếm. Mà đếm tiếng Anh nó mới sang chứ đếm tiếng Việt người ta nói là mình không có trình độ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sao em cười? Tới số 11 là hết tiếng đếm tiếng Anh rồi. Biết được tới 10 quý vị ơi. Anh nghĩ là sao rồi đó. Chưa. Mẫu lẩu mắm đổ vô cái trời nó thơm gì đâu, nó đã gì đâu quý vị ơi. Thì Dương phụ Tuyết Cương trắng gió. Lâu sôi quá quý vị ơi, Tuyết Cương phải lấy thân mình trắng gió để có một món ăn ngon, lẩu ngon cho Hoàng Quanh ăn. Thì Tuyết Cương phải lấy thân mình trắng gió, tại vì nếu mà gió về thì sẽ rất là lâu sôi. Và Tuyết Cương phải trắng lại để cho lửa nó sôi đó. Dưới sự tài trợ của Tuyết Cương thì Tuyết Cương thấy là bếp đã reo vang, bên trong các thức ăn đã reo vang, bụng Tuyết Cương cũng reo vang, chứng tỏ đó đó. Thấy sao kêu tách tách là gì vậy? Nó sôi ra. Sôi kêu tách tách. Nhưng mà cái cá dồ đếm này em có thể giải thích tại sao nó tên là cá dồ đếm không? Dạ, tại vì cái con cá bồ này nó cá bồ đếm này khác cá bồ, tại vì hai bên cái kỳ của nó có cái chấm đen á anh. Cái kỳ nữa hả? Dạ. Ồ. Bên có chấm đen. Cá này là cá sông hay cá nuôi? Dạ cá sông. Ồ, cá này thì thú vị ở miền Tây mới có, ở Cần Thơ có nha quý vị, còn ở Long An quê Tuyết Cương thì không có cá dồ đếm. Mà Tuyết Cương nhớ hồi nhỏ ở dưới Tuyết Cương thì chỉ có cá dồ. Trong ao quý vị ơi. Đó, nhớ thời kỷ niệm hồi trẻ đó. Chứ còn lần đầu tiên thì mới trải nghiệm được, đúng là mình đi đúng một ngày đàn học sàng khôn được, biết được những điều mới lạ. Chứ còn hôm nay lần đầu tiên được ăn cá dồ đếm mà Thí Cương sẽ thử coi con cá dồ đếm như thế nào. Không biết là nó chín chưa. Thôi quá rồi, mở ra ăn đi, nôn quá rồi. Giờ em đổ cho anh một miếng gì cũng được. Giờ đói bụng quá rồi, cái gì cũng ăn hết trơn á. Anh ăn thử rau ngổ bên em. Rồi, rau ngổ nhà chồng ha. Dạ. Miếng rau ngổ nè. Thí Cương sẽ đầu tiên, Thí Cương điều mà mong muốn nhất đó là phải ăn con cá. Cá dồ đếm này, tôi ước mơ bấy lâu nay.
với rau ngổ miếng, miếng xoa đũa, miếng xoa đũa đi xoa đũa này mấy cây bên em trồng đó anh. Đúng rồi, xoa đũa luôn đó quý vị, thấy ngoài kia có mấy cây xoa đũa luôn là cũng hái ở trên, hái xuống đây là nhà vườn hết quý vị. Rồi Tiết Cương sẽ thử cái nước lẩu mắm để coi đầu bếp của nhà hàng Mê Công Siêu như thế nào nha. À, về miền Tây mà ăn lẩu mắm là đúng bài luôn. Tôi đây phải mang nem ra tự nhiên mắm này là nước lẩu sâu làm mới đã. Trời ơi nó đã gì đâu, nó ngọt ngọt mà nó có mùi mắm, nó quyện lại nhau đúng với miền Tây, nó ăn mắm phê lắm quý vị ơi. À, quý vị nào cũng ngon ngon dạ. Bây giờ ăn miếng xoa đũa vô nè. Ăn ngổ ngon. Xoa đũa cái, xoa đũa cái gì đó nó ngọt ngọt mà hơi nhẫn nhẫn. Dạ. Thử miếng rau ngổ rồi. Thường xoa đũa sẽ ăn canh chua với lẩu mắm đó anh. Ừ đúng bài. Dạ. Ừ. Ngổ ăn á. Nó thơm thơm mà nó hơi nó dịu, nó hơi có gì hơi chát chát một xíu ha. Anh nghĩ cái này nó vị thuốc á em. Dạ. Ngổ vị thuốc. Giờ Tiết Cương sẽ ăn thử cá rồi đem. Thử coi thịt nó như thế nào nha quý vị. Nó béo béo. Béo quá, ngon quá. Nhìm 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 ngon quá. Ngon quá, nhìm nhìm nhìm. Xuất sắc, đặc sản cá dầu đếm xuất sắc quý vị ơi. Mình phải ăn miếng mỡ. Dạ. Miếng mỡ cá. Mỡ cá không hề mập nha quý vị, rất là tốt cho sức khỏe. Ủa đâu rồi? Mỡ cá đâu rồi? Đây 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 đây. Tiết Cương là không biết ăn mỡ động vật. Mỡ heo, mỡ gà là Tiết Cương ăn không được. Tại vì người ngáy, bây giờ Tiết Cương sẽ ăn thử một miếng mỡ cá. Trời ơi, nó béo tao nói, trời nó đã, cắn nó ngọt liệm mà tan đầu lưỡi y như thịt bò Kobe. Ngon quá. Ngon quá. Tiết Cương sẽ ăn một miếng bún. Dạ. Rồi. Để em gấp cho. Thôi được em ăn đi. Vậy là hôm nay Tiết Cương cũng rất là cảm ơn Hoàng Quanh. Dạ. Đã hướng dẫn Tiết Cương đi một vòng resort để tham quan những phòng phòng ốc, rồi quan cảnh, tư vấn cho Tiết Cương ăn 3 món cá rô, gỏi tép với lẩu mắm của miền Tây rất là ngon. Cảm ơn Hoàng Anh rất là nhiều nha. Và bây giờ thì Tiết Cương và Hoàng Anh sẽ ngồi ăn đi quý vị ơi. Để cho cổ ngồi của giới thiệu cũng mắc cỡ, mang tội nghiệp quá. Thôi em ăn đi nha. Em cũng cảm ơn anh đã đến bên em. Hỗ trợ bên em. Trời ơi, cảm ơn anh đã đến bên em là sao? Là sao Hoàng Anh? Dạ em thay mặt tất cả các bạn nhân viên ở đây rất là hân hạnh đón tiếp anh đến. Đúng rồi, em thay mặt công ty, thay mặt resort đón tiếp anh, tự nhiên cảm ơn anh đã đến bên em. Trời ơi, chết đi vòng quanh. Đây là cảnh resort về đêm, rất yên tĩnh và rất đẹp thưa quý vị. Đó, dòng sông thơ mộng. Quá đẹp, yên tĩnh. Hôm nay là ngày đầu tuần cho nên nguyên cái resort con mình tôi ở rồi quý vị ơi. Vui quá à. Đó, và đây là cảnh bờ kênh về đêm rất là đẹp. Không có ai trong đây, có một mình, duy nhất một mình tôi. Và đây một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp mà Tiết Cương muốn giới thiệu tất cả quý vị khán giả. Đó chính là tên 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 đây, hồ bơi về đêm. Quá đẹp quý vị ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nếu mà cái này mà ban đêm mà mình đi một nhóm bạn mà ra hồ bơi ha, nhảy múa rồi bật nhạc kiểu kéo lên nhảy ha, rồi bia, rồi đồ nướng barbecue thì ta nói thôi rồi, lượm ơi chú đồng chí nhỏ luôn, quá đẹp luôn rồi nè. Cảnh về đêm nè, cái hồ bơi tuyệt vời quý vị. Quá đẹp. Nhưng tiếc rằng tôi chỉ có một mình, không lẽ bây giờ tôi nhảy xuống như tôi bơi. Tôi sợ, tôi già rồi tôi sợ lỡ có chuyện gì không ai cứu tôi hả? Hu hu hất hất. Kính thưa quý vị, như vậy là Tiết Cương đã check-in một đêm tại resort Mê Công Siêu. Và bây giờ Tiết Cương lại tiếp tục lên đường cuộc hành trình của mình để khám phá những vùng đất mới để check-in tặng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip Tiết Cương về Phong Điền, Cần Thơ ngủ lại một đêm tại resort Mê Công Siêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.